mình sẽ đi cập nhật lại cái vòng này xem người ta sẽ người ta làm cái chỗ này đến đâu rồi. Wow. Nhìn thấy xanh sạch đẹp lại rồi các bạn. Kìa bên kia rau muống nước trong xanh luôn. Thì làm xong rau muống mọc hết rồi. Hết đường đi mới ngược lại. Chạy chiều rồi cho nên là vắng khách.
mô hình du lịch á dành cho nước ngoài qua là phát triển, là nếu mà cái khu chợ lớn này buôn bán là cũng ngon. Người ta làm cái ví dụ như là cái khu mà ẩm thực dành cho người Hoa ở khu chợ lớn này cũng ngon, khách du lịch qua cũng ngon. Đó, bắt đầu ta chuyển qua ta làm bên đây nè. Vào lại hết rồi vô không được. À, chỗ này con kênh luôn. Quá trời hoành tráng khu này luôn. Nhưng mà rất tiếc là vô không được. Đây cho các bạn coi xử lý xong rồi. Ngon lại đâu. Đó tuyệt vời luôn. Wow. À, cái này dẫn nước xong nữa là ngon nha các bạn. Cho các bạn coi nha. Quá đã luôn. Đó các bạn thấy không? À, con kênh là người ta xử lý cái đoạn chỗ này luôn, ngay cái chỗ này luôn là thành là xử lý được cái hệ thống nước ở khu vực này luôn. Và khu vực quận 6 này, ngay cái đoạn này từ từ người ta sẽ ví dụ như chỉnh chu lại, là bắt đầu khu này nó không còn sập sệ đó các bạn. Giống như cái công viên hồi nãy á, vừa thấy là bây giờ ta nâng cấp lên cái công viên, nó cao lên rồi nó sang hẳn lên liền. Và trước mà cách đây cả chục năm chưa ở đây đó, nước nó ngập á, rồi cái đường Võ Văn Kiệt á mà chưa làm nữa thì ở đây sập sệ lắm, chiều nước nó lên lỉnh bỉnh luôn. Thì bây giờ người ta xử lý vậy thì rất là mừng. Đó, giống như bên đây nè. Bên đây nè, tôi thả cá luôn nè. Đó. Đó. Đó, tôi thả cá cho nên là nước sạch sẽ hết. Rồi hai bên là cây xanh nè, cây xanh trồng như thế này nè. Cây xanh nè. Đó, chỗ này người ta làm xong rồi nè. Hồi trước ta làm xong chỗ này là ngay cái chung cư nè các bạn. Dưới đây tôi thả cá. Qua trời cá đó. Còn cái này thì nó trồng cây, mấy cây bàng này là cây tạm đấy, còn cái cây ngoài đó rồi trồng cái cây ngoài đó mới là cây lâu năm. Rồi cái trò cây bà, cái trồng này nó trồng thời gian nó nhổ tiếp rồi. Rồi cái đoạn đó thì nó sẽ không còn ô nhiễm nữa nha các bạn, nếu mà xử lý xong. Thank you.
đây không bao lâu thì cái khu này bây giờ người ta đã làm gần xong hết rồi. Ở đây là hội quán Nghĩa Thuận, Nghĩa Nhuận. Đây là khu vực chợ Kim Biên nè các bạn. Để mình chạy vòng vòng chợ Kim Biên này cho các bạn xem tí. Chợ Kim Biên. Cấm đậu xe. Cấm đậu xe gì cho chạy xe. Cổng số 2. Bình thường nước rồi qua sao hoài ta. Úp lưng rồi điện thoại, phụ kiện điện thoại bao luôn. Chưa thấy kia mấy kia cho nó nóng chết này thề cho nó thề le lưỡi luôn. Xây dựng đoạn kênh hàng bàn đường Mai Xuân Phượng. Xây dựng đoạn kênh hàng bàn đường Mai Xuân Thưởng đến kênh Vạn Tượng bao gồm nạo vét kênh, xây dựng bờ và mảng xanh dọc hai bên kênh. Đó, đó là công trình chiều mới đọc cho các bạn xem. Yeah. Cung cấp sỉ hầu như rất là nhiều nơi ta đến đây người ta mua đồ. Đó, đây là đường Võ Văn Kiệt. Hồi lúc vừa lên trên đây là đường
kiến trúc chợ Bình Tây.
xanh ở dưới kia, nó chạy xuống rưỡi này.